mùi, kháng khuẩn, thư thái đầu óc, giảm stress, tránh khô da là những công dụng máy phun xương khuếch tán tinh dầu thế hệ mới đem đến cho bạn. Làm thơm phòng gần như tức thì sau khi bật máy, khử sạch mùi hôi và vi khuẩn. Máy sử dụng công nghệ sóng siêu âm phun xương lạnh, không cần nhiệt, đảm bảo giữ nguyên chất lượng tinh dầu. Tiết kiệm tinh dầu hơn gấp 5 và tiết kiệm điện gấp 10 lần so với sử dụng đèn xông. Tăng cường độ ẩm cho phòng khi sử dụng điều hòa, tránh tình trạng khô da. Đặc biệt, máy có loa phát nhạc, kết nối với điện thoại, laptop và Bluetooth. Máy có đèn LED thay đổi 7 màu, có thể kết hợp làm đèn ngủ. Cách thức sử dụng đơn giản, chỉ cần mở máy, đổ tối đa 1 lít nước và vài giọt tinh dầu, bật máy lên là bạn sẽ cảm nhận được những lợi ích của máy đem lại. Thật tiện dụng và dễ dàng phải không nào? Với dung tích 1 lít nước, máy hoạt động liên tục lên tới 18 giờ. Máy có hai chế độ phun, phun mạnh và phun vừa, cùng chế độ hẹn giờ, 6 giờ và 9 giờ, tự ngắt khi cạn nước. Máy được bảo hành lên tới 18 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày đầu tiên nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay cho gia đình mình một chiếc máy phun xương khuếch tán tinh dầu thế hệ mới của chúng tôi. Khuyến mãi đặc biệt, tặng ngay 2 lọ tinh dầu thiên nhiên cho 100 khách hàng đầu tiên, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Liên hệ ngay hôm nay trực tiếp qua số hotline 091 458 0088.